Chào tất cả các em. Ở các buổi học trước, thầy đã hướng dẫn các em hai dạng toán. Đó là dạng toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và dạng toán tìm giao điểm của một đường thẳng với một mặt phẳng. Ngày hôm nay, thầy hướng dẫn các em dạng toán tiếp theo là dạng toán chứng minh ba điểm thẳng hàng. Với bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng trong hình học giải tích phẳng, để chứng minh ba điểm ABC thẳng hàng, các em chỉ cần nối điểm A với điểm B, điểm B với điểm C, sau đó các em chứng minh góc ABC bằng 180 độ. Là các em suy được ra 3 điểm ABC thẳng hàng. Thế nhưng, để chứng minh 3 điểm trong không gian thẳng hàng, chúng ta không thể sử dụng phương pháp đó được. Câu hỏi đặt ra, để chứng minh 3 điểm ABC thẳng hàng, chúng ta sử dụng phương pháp nào đây? Để trả lời câu hỏi này, buổi học hôm nay thì sẽ cung cấp cho các em phương pháp chứng minh 3 điểm ABC trong không gian thẳng hàng. Trước khi vào nội dung của buổi học ngày hôm nay, thì nhắc lại hai bài toán mà hôm trước thầy đã hướng dẫn các em, để các em tiện theo dõi. Các em quan sát. Bài toán đầu tiên đó là bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. P và Q. Giao tuyến là đường thẳng chung của hai mặt phẳng. Để tìm được đường thẳng chung, thầy sẽ đi tìm hai điểm chung, sau đó thầy nối với nhau thì thầy được một đường thẳng. Và đường thẳng đó chính là giao tuyến. Bước thứ nhất, bước 1. Các em xác định một điểm chung của hai mặt phẳng. Thầy dùng ký hiệu như sau: P giao với mặt phẳng Q bằng điểm chung M. Thế các em lưu ý với thầy, điểm M này là thường là có sẵn. Được chưa? Chuyển sang bước số 2. Các em đi tìm điểm chung thứ hai. Bằng cách thứ nhất, các em chỉ ra đường thẳng A nằm trong mặt phẳng P nha. Chỉ ra một đường thẳng A nằm trong mặt phẳng P. Tương tự như vậy, các em chỉ ra một đường thẳng B nằm trong mặt phẳng Q. Sao cho A và B cùng thuộc một mặt phẳng. Được chưa? Sao cho AB cùng thuộc một mặt phẳng. Sau đó, các em đi tìm giao điểm của A và B, thì giao điểm đó chính là điểm chung thứ hai. Được chưa các em? Từ đây thì suy ra giao điểm N của A và B. Đây, được chưa? Là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng P và Q. Có được hai điểm chung, thầy chỉ cần nối hai điểm chung này lại là thầy có được đường thẳng chung, và đường thẳng chung đó chính là giao tuyến. Suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng P Q bằng M nào. Được chưa các em? Thế các em lưu ý cho thầy, trong trường hợp mà chưa có điểm chung M có sẵn, thì các em sẽ thực hiện cho thầy hai bước số 2 để tìm được ra hai điểm chung. Các em nối hai điểm chung này lại được giao tuyến. Để chưa? Thế còn trường hợp mà chưa có đường thẳng A, chưa có được đường thẳng B thuộc hai mặt phẳng mà AB cùng thuộc một mặt phẳng, không có điều này, thì các em lưu ý cho thầy là chúng ta sẽ chọn thêm một mặt phẳng thứ ba tham gia. Mặt phẳng thứ ba này có sẵn trên hình vẽ. Mặt phẳng thứ ba được chọn sao cho mà dễ tìm giao tuyến với mặt phẳng P và dễ tìm giao tuyến với mặt phẳng Q. Các em đi tìm hai giao tuyến, sau đó tìm giao điểm của hai giao tuyến, thì giao điểm đó chính là điểm chung của hai mặt phẳng P và Q. Được chưa các em? Thì cho mình cùng chuyển sang bài toán số 2. Đó là bài toán tìm giao điểm
của đường thẳng D và mặt phẳng P. Với bài toán tìm giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng thì sẽ quy về bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng như sau. Bước thứ nhất, kem gắn đường thẳng D vào một mặt phẳng Q trên hình vẽ. Kem lưu ý là kem sẽ chọn mặt phẳng Q sao cho mặt phẳng Q này có điểm chung với mặt phẳng P, và cái điểm chung đó là không trùng với các đỉnh của đáy. Được cho kem, kem nhớ vào điều kiện này nhé, là chọn mặt phẳng Q sao cho mặt phẳng Q có điểm chung với mặt phẳng P và điểm chung đó không trùng với các đỉnh của đáy. Sau khi các em chọn được mặt phẳng Q rồi thì các em chuyển sang bước số 2. Bước 2, các em tìm giao tuyến của mặt phẳng P và mặt phẳng Q. Phương pháp tìm giao tuyến thì thầy đã cung cấp cho các em ở bài toán thứ nhất. Được chưa? Thì gọi là đường thẳng D phải là giao tuyến của hai mặt phẳng P và Q. Sau khi các em tìm được giao tuyến D phải rồi thì các em chuyển sang bước số 3. Các em chỉ cần tìm giao điểm của D và giao tuyến D phải. Thì từ đó thì suy được ra giao điểm là giao điểm cần tìm chính là giao điểm của đường thẳng D với mặt phẳng P. Được chưa kem? Vậy là thầy đã nhắc lại cho kem hai bài toán mà thầy cho mình đã học ở buổi trước, đó là bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và bài toán tìm giao điểm của một đường thẳng với một mặt phẳng. Bây giờ thầy cung cấp cho các em lý thuyết để sử dụng cho bài toán ngày hôm nay, đó là chứng minh ba điểm thẳng hàng. Thì trước khi vào bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng, các em lưu ý thầy lý thuyết sau. Và phần lý thuyết, nếu thầy có đường thẳng D nằm trong mặt phẳng P, một điểm M mà thuộc đường thẳng D, thì từ hai lý do này thầy suy được ra điểm M sẽ thuộc mặt phẳng P. Các em quan sát hình vẽ. Khi biểu diễn mặt phẳng P, người ta sẽ vẽ những cái hình bình hài. Để cho các em, đường thẳng D của thầy đây nằm trên mặt phẳng P. Điểm M mà thuộc đường thẳng D thì suy ra M sẽ thuộc mặt phẳng P. Được chưa các em? Bây giờ thì cho mình cùng vào bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng. Các em ghi phần 4 nhỏ. Bài toán chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng. Bây giờ thầy sẽ cung cấp cho các em phương pháp chứng minh ba điểm trong không gian thẳng hàng. Các em làm như sau. Bước 1, các em nối cho thầy A với C. Các em có thể nối A với B hoặc là B với C. Nghĩa là các em sẽ đi nối hai trong ba điểm lại với nhau. Được chưa? Bước thứ 2, các em chỉ ra trên hình vẽ hai mặt phẳng P và Q, mặt phẳng P và Q cùng chứa đường thẳng AC, cùng chứa AC. Nói cách khác là chỉ ra hai mặt phẳng P và Q. Các em lưu ý là hai mặt phẳng P và Q này có sẵn trên hình vẽ nhá, có sẵn trên hình vẽ.
sao cho mặt phẳng P giao với mặt phẳng Q bằng giao tuyến AC. Được chưa các em? AC là đường thẳng chung của hai mặt phẳng này. Và thầy nhắc lại một lần nữa là hai mặt phẳng PQ có sẵn trên hình vẽ. Được chưa? Các em chuyển cho thầy sang bước số 3. Ta đi chứng minh điểm còn lại là điểm B. Được chưa? Điểm B thuộc mặt phẳng P bằng cách kem chứng minh B thuộc đường thẳng D. Đường thẳng D nằm trong mặt phẳng P. Thì từ đây kem suy được ra B thuộc mặt phẳng P. Xong bước số 3, kem chuyển sang bước số 4. Kem đi chứng minh, ta đi chứng minh điểm B cũng thuộc mặt phẳng Q bằng cách cách làm sẽ tương tự như bước số 3. Nghĩa là kem đi chứng minh B thuộc đường thẳng D phải. D phải nằm trong mặt phẳng Q. Từ đây kem suy ra B thuộc mặt phẳng Q. Được chưa? Vậy thì từ 1 và 2 này, thầy suy ra điểm B thuộc cả hai mặt phẳng. Có đúng không? Bước 5. Từ 1 và 2, kem suy ra B thuộc cả hai mặt phẳng P và Q. Vậy là B sẽ thuộc đường thẳng chung của hai mặt phẳng. Mà đường thẳng chung của hai mặt phẳng chính là đường AC. Từ đây suy ra B thuộc giao tuyến AC của hai mặt phẳng PQ. Có đúng không? Vậy thì AC mà đi qua B thì suy ra ABC là thẳng hàng. Từ đây suy ra điều phải chứng minh. Được chưa các em? Thì nhắc lại phương pháp chứng minh 3 điểm trong không gian thẳng hàng như sau. Bước thứ nhất, kem nối cho thầy 2 điểm trong 3 điểm. Cụ thể ở bài toán tổng quát này là thầy nối điểm A với điểm C. Chuyển sang bước số 2 là kem phải chỉ ra cho thầy được hai mặt phẳng. Kem lưu ý là hai mặt phẳng này có sẵn trên hình vẽ rồi nhá. Nhận cái đường AC này là giao tuyến. Hay nói khác là đều chứa đường AC. Hai mặt phẳng này đều chứa đường AC. Được chưa các em? Và chuyển sang bước số 3 là thầy đi chứng minh cái điểm còn lại là điểm B thuộc cái mặt phẳng P. Bằng cách thầy dùng lý thuyết này. Điểm B thuộc đường thẳng D, D mà nằm trong mặt phẳng P thì suy ra B thuộc mặt phẳng P. Tương tự như vậy thầy sẽ chứng minh điểm B thuộc mặt phẳng Q. Được chưa? Vậy là thầy có được điểm B thuộc P, điểm B thuộc Q thì điểm B sẽ phải thuộc đường thẳng chung của hai mặt phẳng. Hay nói khác là điểm B này phải thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng chính là AC. Vậy là thầy có được AC đi qua B. Hay nói khác là B thuộc đường AC thì suy ra 3 điểm ABC thẳng hàng. Được chưa các em? Đây là phương pháp để chứng minh 3 điểm trong không gian thẳng hàng. Bây giờ thầy cho mình sẽ vận dụng phương pháp này vào một số ví dụ. Thầy cho mình cùng vào ví dụ thứ nhất. Cho hình chóp SABC có điểm D, điểm E, điểm F lần lượt nằm trên các cạnh SA, SB, SC. Sao cho DE cắt AB tại Y, EF cắt BC tại G, FD cắt AC tại K. Ý thứ nhất, tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ABC và DEF. Ý số 2, chứng minh 3 điểm IJK thẳng hàng. Kem nhắc thật nhanh cho thầy. Kem xong chưa? Trước tiên thì cho mình cùng phác họa hình vẽ. Hình chóp SABC. Kem vẽ cho thầy tam giác. Chưa?
Rồi. A, B, C. Sau đó các em lấy điểm S nằm ngoài đáy. Các em nối cho thầy SA, SB, SC. Thì thầy được hình chóp SABC. Trên ba cạnh SA, SB, SC, thầy lấy ba điểm DES. À, sao cho các em lưu ý cho thầy là DE phải cắt AB nha. DE phải cắt AB. D này thuộc cạnh, D thuộc cạnh SA thì lấy bất kỳ. À, điểm E là thuộc cạnh SB. E thuộc cạnh SB. E thuộc cạnh SB. Sao cho DE cắt AB. Các em nhìn thấy dựng này. Tại điểm Y. Đúng không? Thì nối. Đấy. Khi đó thầy có được đây chính là điểm C, à điểm Y. Đúng chưa các em? Y. Tiếp theo này. Các em lấy điểm S thuộc cạnh SC sao cho là gì? À EF, EF phải cắt BC nha, EF phải cắt BC. Thầy lấy điểm F ở đây. À, điểm F. Sao cho EF là cắt BC? Các em nhìn này. Tại điểm gì? À, đây là tại điểm gì? Đúng chưa các em? Rồi. Và gì? DF cắt gì? AC tại điểm K. À, tại điểm K. Thế nối D với F. Tại điểm K. Đây chính là điểm K. Được chưa các em? Điểm B của chúng ta thì viết lại điểm B. Đây là điểm B, thì để xem bia đây nhá. Rồi. Ý thứ nhất là thầy cho mình cùng đi xác định giao tuyến của hai mặt phẳng A, B, C và mặt phẳng gì? D, E, F. Được chưa? Rồi, đây. Thứ nhất, tìm giao tuyến qua phẳng A, B, C này với gì? D, E, F. D, E, F. Các em nhìn này. Thứ nhất là thầy có điểm Y. Đúng không? Y thì thuộc AB. AB nằm trong mặt phẳng A, B, C. Suy ra Y phải thuộc mặt phẳng A, B, C. Điểm Y nằm trên gì? D, E. D, E nằm trong mặt phẳng gì? D, E, F. Vậy là điểm Y này thuộc mặt phẳng D, E, F. Vậy là Y là điểm chung đầu tiên của hai mặt phẳng này. Đúng chưa các em? Rồi thầy viết nhá. Thầy có điểm Y này, đúng không? Thuộc gì? AB. AB thì nằm trong mặt phẳng ABC. Từ đây thì suy ra Y thuộc mặt phẳng ABC. Được chưa? Điểm Y thuộc gì? DE. DE nằm trong mặt phẳng gì? D, EF. Đúng không? Từ đây thì suy được ra Y thuộc mặt phẳng D, E, F. Từ hai lý do này thì gọi là 1 là 2 để các em tiện theo dõi. Đúng không? Từ 1 và 2. 1 và 2. Thì thầy suy được ra mặt phẳng ABC giao với mặt phẳng D, E, F là bằng điểm Y. Điểm chung đầu tiên. Đúng chưa các em?
Tiếp theo thầy cho mình cùng tìm điểm chung thứ hai. Thì các em lại lưu ý nhá. Bây giờ các em nhìn điểm G cho thầy. G thuộc gì? BC. Vì sao? Vì G là giao điểm của BC với gì? FE là EF, đúng không? G chúng ta nằm trên BC. BC thì nằm trong mặt phẳng gì? ABC. Từ đó thì có G của chúng ta sẽ thuộc mặt phẳng ABC. Được chưa? À, thầy có này. G nhá, điểm G thuộc BC, nằm trong mặt phẳng ABC. Từ đây thì suy ra G thuộc mặt phẳng ABC, đúng không? Lại có G thuộc gì? EF. EF nằm trong mặt phẳng DEF. Vậy từ đây thì suy ra G sẽ thuộc mặt phẳng DEF. Thì ký hiệu đây là 3, đây là 4. Từ 3 là 4 thì thầy suy ra G là điểm chung thứ hai. Được chưa? Từ 3, 4 thì thầy suy được 3. À, mặt phẳng ABC giao phẳng DEF bằng điểm G chung thứ hai. Y là điểm chung thứ nhất, G là điểm chung thứ hai. Nối Y với G, khi đó thì có được giao tuyến qua hàm phẳng này, chính là đường gì gì, đúng không? Từ đây thì suy được 3. Giao tuyến qua hàm phẳng ABC với mặt phẳng gì? DEF chính bằng Y gì. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ý thứ nhất, tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ABC với mặt phẳng gì? DEF. Bây giờ thầy cho mình cùng làm ý số 2. Ý số 2 ở đây đó là chứng minh ba điểm Y, G, K thẳng hàng. Phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng thì thầy đã hướng dẫn các em rất cụ thể, gồm 5 bước, đúng không? Bước đầu tiên là các em nối cho thầy hai trong ba điểm lại với nhau. Thì ở đây thầy đã nối hai điểm là Y với G. Được chưa? Rồi bước 1 này, nối Y với G. Chuyển sang bước 2. Bước 2, các em phải chỉ ra hai mặt phẳng nhá, hai mặt phẳng mà có giao tuyến chính là YG. Hay nói cách khác là hai mặt phẳng đều chứa cái đường YG này. Thì theo câu A của chúng ta thì YG chính là giao tuyến của hai mặt phẳng gì? ABC và DEF. Đúng chưa các em? Rồi vậy chúng ta đã hoàn thành xong bước 2. À, có mặt phẳng ABC này giao mặt phẳng gì? DEF. Ở đây chính bằng YG, đúng không? Rồi, hay nói khác là gì? YG là đường thẳng chung của hai mặt phẳng này. Bây giờ chuyển sang bước 3 là thầy cho mình sẽ đi chứng minh cái điểm còn lại là điểm K này sẽ thuộc mặt phẳng ABC, điểm K thuộc mặt phẳng DEF, là bước thứ 4. Thì chuyển sang bước số 5 là gì? Điểm K mà thuộc cả hai mặt phẳng thì K phải thuộc giao tuyến YG. Mà K thuộc giao tuyến YG thì suy được ra 3 điểm YGK thẳng hàng. Được chưa các em? Rồi, thầy trình bày bước số 3 là thầy sẽ đi chứng minh. Chứng minh K thuộc mặt phẳng ABC. Phương pháp chứng minh một điểm thuộc mặt phẳng thì thầy đã hướng dẫn các em trong phần lý thuyết rồi. Các em nhìn nhá. Điểm K thuộc đường nào nằm trong mặt phẳng ABC đây? À, điểm K thuộc đường AC. Đúng chưa? Mình có K thuộc AC. Mà AC thì lại nằm trong mặt phẳng ABC. Được chưa? Từ hai lý do này thì thầy suy được ra K thuộc mặt phẳng gì? ABC. Vậy là thầy đã hoàn thành xong bước số 3. Bước thứ 4 là thầy sẽ đi chứng minh điểm K. Chứng minh K này thuộc mặt phẳng gì? À, DEF. Thì cách chứng minh thì giống như ở bước số 3 nhé.
Thì có này, các em nhìn này, xem điểm K này thuộc một đường thẳng nào nằm trong cái mặt phẳng D, E, F. Thì các em nhìn vào đây, K là thuộc D, F. Vì theo giả thiết thì K là giao điểm của AC và D, F, đúng không? Vậy thì thầy có được K là phải thuộc D, F. Nhưng mà D, F thì nằm trong mặt phẳng gì? D, E, F. Được chưa? Vậy thì từ hai lý do này thì lại suy được ra là K thuộc mặt phẳng D, E, F. Phải chưa các em? Rồi. Vậy thì các em nhìn nhé, K thuộc mặt phẳng A, B, C. K thuộc mặt phẳng D, E, F. Vậy từ đây thì suy được ra là gì? K thuộc cả hai mặt phẳng, thuộc cả hai mặt phẳng A, B, C và D, E, F. K mà thuộc cả hai mặt phẳng thì điều này tương đương với gì? K thuộc đường thẳng chung. Hay nói khác là giao tuyến của hai mặt phẳng, đúng không? Đường thẳng chung hay là giao tuyến. Cụ thể ở đây là gì? Giao tuyến EZ của hai mặt phẳng ABC và DEF. Đúng chưa? K thuộc EZ thì từ đó thầy có được gì? Suy được ra gì? Ý, dí, ca, thẳng hàng. Điều phải chứng minh. Được chưa các em? Vậy đến đây thì các em đã hiểu được phương pháp chứng minh 3 điểm trong không gian thẳng hàng chưa? Các em lưu ý nhá, là chúng ta sẽ thực hiện 5 bước. Bước thứ nhất, các em nối 2 điểm lại với nhau, chỉ ra hai mặt phẳng trên hình vẽ, nhận cái đường thẳng đó làm đường thẳng chung, hay nói khác nhận cái đường thẳng mà chúng ta nối đấy với nhau đấy làm giao tuyến. Sau đó các em sẽ đi chứng minh cái điểm còn lại là thuộc mặt phẳng đầu tiên, rồi chứng minh điểm còn lại thuộc mặt phẳng thứ hai. Được chưa? Và từ đó thì thầy có được điểm đó thuộc cả hai mặt phẳng thì sẽ phải thuộc gì? Đường thẳng chung hay là giao tuyến của hai mặt phẳng. Và thầy suy được ra điều phải chứng minh. Được chưa các em? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ khác. Ví dụ số 2, cho hình chóp SABCD có AD và BC không song song. M là điểm bất kỳ thuộc SB. O là giao điểm của AC và BD. Ý thứ nhất, tìm giao điểm N của đường SC với mặt phẳng ADM. Ý số 2, DM cắt AN tại điểm Y, chứng minh rằng ba điểm S, I, O thẳng hàng. Các em nhắc thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Để làm được ví dụ số 2 này, trước tiên thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ. Hình chóp SABCD có đáy là một đa giác và AD không song song với BC. A, B, C, D. Được chưa các em? Thế lấy đỉnh S nằm ngoài đáy, nối S với A, S với D, S với C, S với B. Khi đó thầy có được hình chóp S, A, B, C, D có AD, BC là không song song. Đúng chưa các em? Rồi, M là một điểm bất kỳ thuộc SB. Các em lấy điểm M tránh trung điểm ra nha. O ở đây là giao điểm của AC và BD. Các em nối cho thầy AC và BD. O. Được chưa các em? Ý đầu tiên là thầy cho mình cùng tìm giao điểm N của SC và mặt phẳng ADM.
thì nối A với M. Đường này không nhìn thấy biểu diễn bằng nét đất vì đường này nằm trong hình vẽ. Tương tự như thế, DM. Nhiều bạn là nhìn này, tưởng rằng SC là cắt DM. Không phải vậy. Các em lưu ý thầy là cái đường SC này là cái đường nhìn thấy, đúng không? Còn DM là cái đường nằm bên trong không nhìn thấy. Vẽ thì có vẻ là tưởng nó cắt nhau nhưng không phải, nó không cắt nhau đâu. Em hiểu chưa? Rồi, bây giờ thì cho mình phải vận dụng cái phương pháp tìm giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng mà thầy đã cung cấp cho các em ở buổi học trước, cũng như thầy đã nhắc lại ở đầu giờ. Được chưa? Rồi thầy cho mình cùng làm ý thứ nhất. Rồi, ý A này, đó là tìm giao điểm của SC và mặt phẳng ADM. Và cái giao điểm này người ta cho sẵn rồi, là điểm N. Nhưng mà chúng ta phải tìm. Được chưa các em? Chúng ta phải tìm. Đấy. Thì phương pháp tìm giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng thì thầy đã cung cấp cho các em rồi, gồm có 3 bước. Bước đầu tiên là các em phải gắn cái đường thẳng đó vào một mặt phẳng trên hình vẽ. Và các em lưu ý là cái mặt phẳng này phải có điểm chung với mặt phẳng ADM. Và cái điểm chung đó là không được trùng với các điểm của đáy. Được chưa các em? Rồi, thì các em nhìn cho thầy xem nào. SC này thầy sẽ gắn vào mặt phẳng nào đây? Thì các em lưu ý là SC chúng ta có thể gắn vào 3 mặt phẳng. Các em nhìn nhá. SC này các em có thể gắn vào mặt phẳng gì? SBC là một này. SC các em cũng có thể gắn vào mặt phẳng SCD này. SC cũng có thể gắn vào mặt phẳng SAC. Thế nhưng cái mặt phẳng nào mà có điểm chung với mặt phẳng ADM nhưng cái điểm chung mới đảm bảo là không được trùng với các đỉnh của đáy đây? À, chính là mặt phẳng gì? SBC. Phải không các em? Thì mặt phẳng SBC là có điểm chung với mặt phẳng ADM, chính là điểm M. Điểm M này không trùng với các đỉnh của đáy. Được chưa? Vậy là thầy chọn cái mặt phẳng SBC chứ thầy không chọn hai mặt phẳng kia. Các em hiểu không? Rồi, thì trình bày như sau, các em quan sát nhé. Bước thứ nhất thầy có, đúng không? Cái này thay cho câu là gắn đây. Có SC là nằm trong mặt phẳng là SBC. Đấy. C nằm trong phẳng C. Bước số 2 ở đây. Bước số 2 là thầy cho mình sẽ đi tìm giao tuyến của mặt phẳng SBC với mặt phẳng gì? ADM. Tìm giao tuyến. Được giao tuyến rồi thì các em chỉ cần tìm giao điểm của giao tuyến với gì? Với SC. Thì giao điểm đấy chính là điểm N cần tìm kìa. Các em hiểu chưa? Rồi, vậy chúng ta tìm nhé. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng SBC, đúng không? Và ADM. Đấy, cái này chúng ta phải tìm. Thì phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng thì thầy đã cung cấp cho các em rồi. Bước thứ nhất là chỉ ra một điểm chung của hai mặt phẳng. Thế các em nhìn cho thầy này. SBC ADM. Thì điểm chung là điểm gì? Là điểm M. Có đúng không? Đấy, vậy thì có ngay nhá. Thì có SBC này giao với ADM là bằng điểm M. Cái điểm M này nó có sẵn. Được chưa? Rồi. Tiếp theo là thầy cho mình cùng tìm điểm chung thứ hai. Tìm điểm chung thứ hai. Thì phương pháp để tìm điểm chung thứ hai thì thầy đã cung cấp cho các em rồi. Là các em sẽ chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng SBC, chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng ADM. Nhưng các em lưu ý là hai cái đường thẳng chỉ ra này phải thuộc cùng một mặt phẳng. Thường thì cùng thuộc mặt phẳng đáy hoặc mặt bên hoặc là mặt chéo. Các em hiểu không? Rồi thì các em nhìn cho thầy xem nào. Nhìn cho thầy nào. Mặt phẳng là gì? ADM này, SBC này. Có hai đường nào? À đúng rồi, thầy có được gì? AD nằm trong mặt phẳng ADM, BC nằm trong phẳng SBC. Hai đường này cùng nằm trong mặt phẳng đáy. Phải chưa? Vậy là thầy chỉ cần đi tìm giao điểm của hai đường thẳng này thì chính là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng. Đúng không? Giờ các em nối nhé. Đấy.
Thì thầy có được, thầy gọi cái điểm này là điểm E đi, đúng không? Đề bài chúng ta không dùng điểm E nên thầy gọi là điểm E, được chưa? Và thầy trình bày như sau. Thầy có AD này, AD thì nằm trong mặt phẳng gì? ADM, đúng chưa? BC thì nằm trong phẳng FBC, BC. AD phẩy BC thì cùng nằm trong mặt đáy là ABCD. Từ ba lý do này nhá, thì suy được ra giao điểm E của AD và BC, được chưa? Là điểm chung của hai mặt phẳng, là điểm chung của hai mặt phẳng, đúng không? Hai mặt phẳng ở đây là gì nhỉ? SBC và ADM. Để cho các em. Như vậy là gì? Chúng ta có điểm chung thứ hai là điểm E. Điểm chung thứ nhất là điểm M. Các em nối hai điểm chung này lại thì các em sẽ có được giao tuyến. Được chưa? Vậy thì từ đây thì suy được ra giao tuyến của hai mặt phẳng SBC này với gì? ADM này bằng gì? ME bằng ME. Vậy là các em có giao tuyến này nhá. Bây giờ các em chỉ cần đi xác định giao điểm của giao tuyến với gì? SC, thì cái giao điểm đấy chính là giao điểm của tìm. Các em nối đi M với E. Đấy, M với E. Yeah. Thì khi mà các em nối M với E rồi thì cái đường DC này, các em ý nó sẽ biến thành đường nhà đứt nhá. Đường nhà đứt, thì chuyển thành đường nhà đứt. Đấy, trong bài làm mà các em phải chuyển cho thầy nhà đứt. Nên chúng ta sẽ không nhìn thấy cái đường DC được nữa. Đấy, thì thầy biến thành đường nhà đứt, được chưa? Rồi. Bây giờ thầy chỉ cần xác định giao điểm của gì? SC và ME. Đây chính là điểm N của chúng ta, được chưa? Rồi. Từ đây thì suy ra N là giao điểm của SC và ME, được chưa? SC và ME. Như vậy là thầy đã xác định được giao điểm N của đường SC với mặt phẳng gì? ADM. Và thầy cũng hoàn thành cho các em xong ý thứ nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý số 2. Ý số 2 là chứng minh ba điểm S, I, O thẳng hàng. Trong đó I là giao điểm của D, M và A, N. Thầy nối này, các em nhìn này, bằng màu phấn vàng để các em quan sát cho dễ, đúng không? Thì đây chính là điểm Y của thầy đây, giao điểm của AN và DM, đúng không? Nhiệm vụ của thầy cho mình là đi chứng minh điểm S này, điểm O này, điểm Y này, ba điểm này thẳng hàng. Phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng thì thầy đã cung cấp cho các em rất cụ thể và đã thực hiện qua ví dụ thứ nhất. Thầy cho mình sẽ thực hiện 5 bước, đúng không? Bước đầu tiên là nối hai trong ba điểm lại với nhau nhé. Thế đây thầy sẽ nối gì? Điểm S với điểm O, được chưa? Bước thứ nhất, bước 1, nối S với O. Các em quan sát, thầy dùng đường phấn vàng này để các em nhìn cho dễ. SO là đường nét đứt bởi chúng ta không nhìn thấy, đúng chưa? Rồi. Bước tiếp theo là bước số 2. Bước 2. Các em phải chỉ ra được hai mặt phẳng PQ trên hình vẽ đều chứa cái đường SO. Hay nói cách khác là hai mặt phẳng này có giao tuyến chính là SO. Bây giờ các em quan sát cho thầy trên hình vẽ xem hai mặt phẳng nào mà đều chứa SO đây. Thầy thấy rằng gì? Mặt phẳng SAC này, đúng không? Chứa SO.
Mặt phẳng gì? S, B, D. Cũng chứa SO. Nói khác, SO là giao tuyến của hai mặt phẳng này. Được chưa? Rồi, thầy có. Có. Mặt phẳng SAC giao mặt phẳng gì? SBD bằng SO. Thế đã hoàn thành cho các em xong bước số 2. Bước số 3 là thầy cho mình đi chứng minh cái điểm còn lại là điểm Y này sẽ thuộc mặt phẳng SAC. Bước thứ 4 là thầy cho mình sẽ đi chứng minh cái điểm Y này là thuộc mặt phẳng gì? SBD. Để trước tiên thầy cho mình sẽ chứng minh điểm Y thuộc mặt phẳng SAC chưa? Nha. Bước 3 là chứng minh điểm Y thuộc mặt phẳng SAC. Các em quan sát trên hình vẽ xem Y sẽ thuộc đường nào mà nằm trong mặt phẳng SAC đây. Y là giao điểm của AN và DM. Từ đây thì suy được ra Y là phải thuộc gì? AN. Đúng không? À, thì có Y nhé, thuộc AN. Nhưng mà AN nằm trong mặt phẳng gì? SAC. Phải chưa? Rồi, thì có AN nằm trong mặt phẳng SAC. Vậy từ hai lý do này thì thầy suy được ra điểm Y sẽ thuộc mặt phẳng SAC. Vậy là thầy đã chứng minh xong điểm Y thuộc mặt phẳng SAC. Bây giờ chuyển sang bước số 4 là thầy cho mình sẽ đi chứng minh Y thuộc mặt phẳng gì? SBD. Đây. Thế các em quan sát xem điểm Y này sẽ thuộc một đường nào nằm trong mặt phẳng SBD đây. À, điểm Y này là thủy thuộc DM. Cái đường DM này nằm trong mặt phẳng SBD. Đúng không? Có. Y là thuộc gì? DM. À, DM thì nằm trong mặt phẳng gì? SBD. Thế từ hai lý do này thì suy được ra điểm Y sẽ thuộc gì? Mặt phẳng SBD. Được chưa? Y thuộc SAC, Y thuộc SBD. Nên thầy suy được ra Y thuộc cả hai mặt phẳng gì? SAC và SBD. Điều này tương đương với gì? À, Y phải thuộc đường thẳng chung. Nói cái khác là giao tuyến đấy của hai mặt phẳng này, đúng không? Và giao tuyến đó chính là gì? À, SO của hai mặt phẳng SAC và SBD. Có đúng không? Y thuộc SO thì điều này tương đương với SIO thẳng hàng. SIO thẳng hàng. Điều phải chứng minh. Được chưa các em? Và đây chính là bước số 5 trong phần lý thuyết mà thầy đã trình bày. À, vậy là để chứng minh được 3 điểm thẳng hàng thì thầy cho mình phải thực hiện 5 bước. Đúng chưa? Và thầy đã thể hiện cho các em qua 2 ví dụ. Ví dụ thứ nhất và ví dụ số 2. Các em về nhà phải xem lại thật kỹ phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng và xem lại thật kỹ cho thầy 2 ví dụ thầy đã chữa cho các em để vận dụng vào các bài toán tương tự. Thì chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.